toàn thế giới. Mặt khác, tại thời điểm này, vai trò của phụ nữ trong xã hội không được đánh giá đúng mức, bị phân biệt đối xử và bất bình đẳng giới. Điều đó đã thúc phụ nữ đứng lên đấu tranh giành lại quyền lợi chính đáng của mình. Lịch sử ngày quốc tế phụ nữ ngày 18 tháng 3 bắt đầu từ phong trào đấu tranh đòi quyền sống của hội công nhân nước Mỹ cuối thế kỷ 19, khi nền kinh tế tư bản của chủ nghĩa Mỹ phát triển một cách mạnh mẽ, thu hút nhiều phụ nữ và trẻ em vào làm việc tại các nhà máy xí nghiệp, nhưng họ bị trả lương rất rẻ mà căn phấn trước sự bất công đó. Ngày 18 tháng 3 năm 1899, nước Mỹ đứng lên đấu tranh đòi tăng lương giảm giờ làm. Phong trào khởi đầu từ nữ công nhân giành dệt may tại thành phố Chicago và New York, mặc dù bị bọn tư bản thẳng tay và đàn áp, nhưng chị em vẫn đoàn kết đấu tranh buộc chúng phải nhượng bộ. Sau đó phong trào lan rộng ra các nước trên thế giới. Trong đấu tranh xuất hiện hai nữ chiến sĩ lỗi lạc là bà Clara Zetkin, người Đức, và bà Rosa Luxemburg, người Ba Lan. Nhận thức được sự cần thiết phải có tổ chức lãnh đạo phong trào phụ nữ giành thắng lợi, nên năm 1907, hai bà cùng phối hợp với bà Krupskaya, người Nga, thành lập Ban Thư ký Phụ nữ Quốc tế. Năm 1910, tại Đại hội Phụ nữ Quốc tế được họp tại thủ đô Đan Mạch, quyết định lấy ngày 18 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ, ngày đoàn kết đấu tranh cho phụ nữ với khẩu hiệu. Ngày làm việc 8 giờ, làm việc ngang nhau, bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Từ đó ngày 18 tháng 3 trở thành ngày hội phụ nữ quốc tế đoàn kết thế giới đấu tranh để tự giải phóng, thực hiện nam nữ bình đẳng. Và cũng từ đó phụ nữ Nam Châu tổ chức kỷ niệm với nhiều nội dung phong phú để khẳng định vai trò vị trí của người phụ nữ xã hội. Ở Việt Nam chúng ta, ngày 18 tháng 3 còn là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã đánh đuổi giặc ngoại xâm Bắc để giành chủ quyền cho dân tộc. Lần đầu tiên lịch sử người bất cờ khởi nghĩa và xưng vương là phụ nữ. Từ đó, cuộc khởi nghĩa của hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị, con gái đặt tướng huyện Mê Linh thuộc dòng dõi Hùng Vương, diễn ra mùa xuân năm 40 sau công nguyên, khi hai bà bất cờ khởi nghĩa được nhân dân khắp nơi ủng hộ, tạo thành sức mạnh như báo muốn đánh tan giặc Hán, giải phóng hoàn toàn lãnh thổ hai bà bên Lào, lên làm vua và đón đô ở. Có thể nói trong lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh giữ nước và giữ nước, phụ nữ Việt Nam đã lập nên bao kỳ tích, góp phần quan trọng trong sự nghiệp chống hưng trường tồn dân tộc. Chúng ta có quyền tự hào và những người con gái kiệt xuất viết nên những trang sử.